15 love. Rất chủ động tới từ tay Loftus. 40-15. Một game trắng dành cho tay Loftus. Fifteen love. 40-0. Thompson đang dần tìm lại được sự tự tin và sự chính xác trong những tình huống xử lý của mình. Game dành cho tay Loftus 5-2. Trả giao bóng không tốt. Và đó là một tình huống phát bóng lên lưới rất chính xác của tay vợt người Australia. Và thêm một điểm số dễ dàng nữa. Quá nặng của tay Loftus. Ba mươi không. Một đội kép tới từ hạt giống số 1 của City Open. Bạt bài rất tốt nhưng đáng tiếc là cú passing của tay Loftus lại không thể nào đi vào trong sân. Và đó là cú đè bóng không cho Sean Thompson bất cứ một cơ hội nào cả. 40-30. Và cuối cùng thì tay Loftus có được chiến thắng ở trong set đấu đầu tiên. 6-3.
trái tay rất thiếu cảm giác của Jordan Thompson. Trả giao bóng quá chất lượng của Taylor Fritz. Nghe bóng rất nặng của Taylor Fritz. Ngay khi Jordan Thompson quyết định chơi chậm lại với cú cắt bóng. Đánh hoàn hảo của Jordan Thompson. Không được. Tốc độ của Taylor Fritz là rất nhanh, nhưng sự chủ động thuộc về Jordan Thompson. Taylor Fritz đang giao bóng vượt trội so với Jordan Thompson. Tay vợt mặc áo màu xanh đã có 6 điểm ace so với chỉ 1 của đối thủ. Anh tiếp tục duy trì khoảng cách 2 game so với đối thủ của mình. Taylor Fritz là người làm tốt hơn cho dù anh là tay vợt bị động hơn.
cuốn trong game giao bóng quyết định của trận đấu này, và điểm thuộc về Tyler Fritz, người đang ở gần với chiến thắng hơn. Những pha xử lý bóng công không tốt của Jordan Thompson vô tình đang giúp cho Tyler Fritz hướng tới chiến thắng. Họ đều đã có mặt ở tứ kết. Đó là cái kết buồn cho Jordan Thompson khi anh bại trận với đồng tỷ số 3-6 cho Tyler Fritz. Một cuộc so tài thể hiện sự chênh lệch về mặt đẳng cấp giữa hạt giống số 1 và người chẳng được xếp hạng hạt giống.